Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của công ty Tư Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước, nhằm cung cấp cho mỗi học sinh với một chất lượng đồng giáo dục kinh nghiệm cao nhất. Trường Trung học Phổ thông Hillcrest đã được thành lập vào năm 1972. Trường là một trường hòa nhập và tìm cách cung cấp các chương trình học tập và cơ hội cho tất cả học sinh đạt được tiềm năng đầy đủ của họ, và qua đó cung cấp được các năng lượng thông qua kiến thức, kỹ năng và thái độ để đảm bảo cho sinh viên của trường đóng góp một phần thành công đến đất nước New Zealand trong thế kỷ 21. Chương trình giảng dạy của trường gồm năm lớp 9 đến lớp 10, cung cấp cho tất cả học sinh lớp 9 trên 10 với chương trình giảng dạy có hiệu quả của việc học tập trong tất cả các lĩnh vực được xác định trong chương trình giảng dạy của New Zealand. Chương trình giảng dạy cơ sở được thiết kế trên diện rộng và cấu trúc xung quanh khu vực học tập bắt buộc bằng tiếng Anh, như khoa học xã hội, khoa học, toán học, y tế và giáo dục thể chất, v.v. Cơ hội để học được một ngôn ngữ thứ hai hoặc tiếp theo cũng được cung cấp cho tất cả các học sinh và là một yêu cầu bắt buộc ở lớp 9. Trường luôn tập trung về nuôi dưỡng sự đa dạng về học tập cho tất cả học sinh, ưu tiên cho thành tích học sinh môn văn và toán. Và để cập nhật những thông tin mới về chương trình học của trường cũng như thủ tục hồ sơ nhập học tại New Zealand như thế nào, các bạn vui lòng liên hệ đến hotline để được tư vấn rõ hơn qua số 0996277629 và 0166515 7271. Trong khi các chương trình được giảng dạy ở Hillcrest High School tại năm lớp 9-10 được trên diện rộng, thì các cơ hội cấp cao cho chuyên môn có sẵn, sinh viên có thể chọn đối tượng theo khả năng, sở thích và yêu cầu của mình để nghiên cứu và nghề tương lai. Chương trình cho phép sinh viên học các môn ở cấp độ khác nhau, nó là linh hoạt để phục vụ càng nhiều càng tốt cho nhu cầu của sinh viên, và thời gian biểu sẽ được tổ chức để tối đa hóa sự lựa chọn môn học của học sinh. Chương trình cũng cho phép con đường nghề nghiệp tư vấn và thăm dò công việc. Trường luôn tập trung vào những gì mà người trẻ tuổi tham gia trong giáo dục. Trong trường cao cấp, tất cả học sinh đều phải ghi danh vào một chương trình toàn thời gian của nghiên cứu đó. Đối với hầu hết sinh viên, bao gồm 5 đối tượng NCEA, một số học sinh được chọn có thể mất một chương trình 6 chủ đề. Môn học bắt buộc như là tiếng Anh cấp độ 1 và 2, toán học level 1 và giáo dục thể chất thực hành lớp 11 và 12. Chương trình giảng dạy gồm có ngôn ngữ, khoa học, giáo dục thể chất, nghệ thuật, khoa học xã hội và chuyến đi nước ngoài. Và khi cần được hỗ trợ các thủ tục về hồ sơ du học các nước, điều kiện nhập học các trường, các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường ở các nước khác nhau tại Việt Nam, công ty du học, qua hotline 0996277629 và 0166515 7271, hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tân đại dương.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, khi đi du học thì việc lựa chọn được một môi trường phù hợp là mối quan tâm của các bạn học sinh sinh viên cũng như là của các bậc phụ huynh. Và ngày nay thì du học New Zealand cũng đang được rất nhiều các bạn học sinh sinh viên Việt Nam lựa chọn. Và để giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng hơn trong việc xin visa du học New Zealand, thì trong chương trình Hành trang du học ngày hôm nay, chúng tôi có mời chị Nguyễn Thị Hồng Ly và chị Lâm Nhi Sa, hiện đang là chuyên viên tư vấn du học New Zealand của công ty Tân Đại Dương, một công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, sẽ chia sẻ với chúng ta về vấn đề này. Xin chào các vị khách mời, cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo như chúng tôi được biết thì New Zealand đang ngày càng mở cửa để thu hút nhiều du học sinh quốc tế đến học tập. Với chính sách rộng mở như vậy thì không biết cơ hội du học tại New Zealand của các bạn học sinh sinh viên Việt Nam như thế nào thưa chị Hồng Ly? Bởi vì New Zealand có nền giáo dục là tiêu chuẩn quốc tế, với hạ tầng là hoàn thiện cũng như là trang thiết bị là được thiết kế là một cách là vật chất đầy đủ cũng như là hiện đại, và cũng đội ngũ giáo viên, giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ, thì chi phí học tập sinh hoạt khá rẻ so với các nước trên thế giới. Và điều kiện thì du học tại New Zealand thì visa là khá đơn giản, thì thời gian xét duyệt là khoảng từ 3 cho đến là 4 tuần
với cái tỷ lệ là cao nhất. Du học sinh là không cần IELTS bởi vì tiếng Anh không là bắt buộc. Thì sau khi đến New Zealand, học sinh có thể là học tiếng Anh trước khi mà vào khóa chính. Nếu mà lưu trú tại gia đình của người bản xứ thì học sinh sẽ được đón tiếp bởi những gia đình người dân New Zealand rất là thân thiện và hiếu khách. Học sinh có thể làm thêm 20 giờ mỗi tuần, không phải nộp thuế và không có giới hạn thời gian trong cái kỳ nghỉ. Ngoài ra, du học sinh còn có cơ hội ở lại làm việc khi tốt nghiệp ở New Zealand. Thì có các cái biện pháp chính sách để hỗ trợ cho các sinh viên Việt Nam, đó là hai bước di trú của sinh viên quốc tế và phụ trách mối liên kết giữa xuất khẩu giáo dục và di trú vĩnh viễn. Thì mỗi năm có khoảng 70.000 sinh viên quốc tế được cấp visa du học tại New Zealand, thì trong đó có từ 75% là người từ châu Á, thì chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Thì khoảng 31% còn lại thì học sinh du học tự túc, chuyển từ học tự học sang làm việc hoặc là định cư vĩnh viễn tại New Zealand. Thì khoảng 1/5 trong số này nhận được định cư vĩnh viễn tại New Zealand. Thì 68% sinh viên quốc tế tìm được việc làm toàn thời gian sau 18 tháng thì có cái chứng nhận định cư vĩnh viễn. Khoảng 31% làm việc trong các lĩnh vực chuyên nghiệp và 62% làm việc các cái công việc là kỹ năng. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ hoặc là tiến sĩ thì thường tìm được những công việc với mức lương cao, do đó thì mức độ hài lòng về công việc cũng cao hơn so với các sinh viên có cái chứng chỉ nghề tại New Zealand. 48% là cựu sinh viên hoàn thành chương trình học cao học hơn tại New Zealand sau 18 tháng cư trú. New Zealand có nhiều chính sách ưu đãi dành cho giáo dục với nhiều suất học bổng dành cho những sinh viên xuất sắc mỗi năm. Chính phủ luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các du học sinh nếu có nguyện vọng định cư làm việc tại New Zealand. Thì trong 2 năm gần đây, số lượng du học sinh Việt Nam đến New Zealand tăng khoảng 30% mỗi năm. Thì Việt Nam hiện đứng thứ 12 trong các nước có sinh viên du học tại New Zealand.